Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Khai thác thủy sản thích ứng an toàn phòng chống COVID-19. Nỗ lực khôi phục chuỗi lao động hậu COVID-19. Hiệu quả từ những mô hình sử dụng năng lượng xanh ở Hưng Yên. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 tại thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 32 tỉnh, thành phố, thời gian từ nay đến hết ngày 3 tháng 11. Theo đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đồng thời nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất. Tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do, đề xuất các giải pháp khắc phục, phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị. Do việc thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ theo từng cấp độ dịch của mỗi địa phương là khác nhau, nhu cầu người dân đi lại còn ít, do e ngại về dịch bệnh khiến hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn hoạt động cầm chừng. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh Hưng Yên có mức độ phân loại dịch COVID-19 ở cấp độ 2. Hiện Sở Giao thông Vận tải cũng đã có công văn số 3584 với các tỉnh, thành phố về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô liên tỉnh đi đến Hưng Yên và ngược lại. Việc tỉnh cho mở lại vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 16 tháng 10 giúp người dân đi lại thuận tiện, doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, nhiều đơn vị doanh nghiệp vận tải vẫn không đăng ký hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân là do lượng khách đi lại còn ít vì e ngại dịch bệnh. Một số tỉnh, thành phố thuộc vùng xanh nhưng vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và chưa cho hoạt động vận tải hành khách. Theo cái phương án và cái văn bản của Ủy ban tỉnh và Sở Giao thông Vận tải thì đã cho mở cửa vận tải hoạt động trở lại từ ngày 16 tháng 10. Thế nhưng thực tế các doanh nghiệp vận tải chưa có phương án và có kế hoạch chạy quay lại vì cái lý do là thực sự là vừa rồi dịch cao điểm kéo dài, thế cho nên lượng khách đi lại là không có. Như tỉnh mình là vùng vàng thì là hiện tại các lái phụ xe và nhân viên phục vụ mà hành khách thì quy định là không phải tiêm và chỉ thực hiện theo cái quy định 5K của Bộ Y tế được hoạt động khi các tỉnh thành. Ban điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe cũng đã triển khai đến cái bến xe khách Hưng Yên, yêu cầu bến là xây dựng cái kế hoạch phục vụ sẵn sàng mở cửa để đón các cái xe khách hoạt động trở lại. Chúng tôi cũng đã yêu cầu bến là liên hệ trực tiếp với cả các cái đơn vị vận tải trong và ngoài tỉnh, các cái chủ xe trong và ngoài tỉnh có phương tiện hoạt động tại bến để sẵn sàng lên phương án bố trí về lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và phương tiện đáp ứng đủ các cái điều kiện để hoạt động trở lại. Tại bến xe khách Hưng Yên mới có 4 phương tiện quay trở lại hoạt động. Trên tổng số là hơn 260 phương tiện hoạt động tại bến, hiện nay mới có 4 phương tiện quay lại hoạt động. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 5 bến xe khách với 30 doanh nghiệp, trong đó có 16 doanh nghiệp trong tỉnh và 14 đơn vị doanh nghiệp tỉnh ngoài với khoảng 400 đầu xe. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần các tuyến xe mở lại, bến vẫn không có khách. Ngoài ra các hãng taxi trên địa bàn tỉnh cũng bị giảm mạnh do thời gian dịch kéo dài, phần lớn lái xe cũng đã chuyển việc. Lượng khách đi lại bằng phương tiện này hiện cũng không có. Từ ngày mà dịch bây giờ mở cửa lại được khoảng 3-4 ngày nay thì nói chung anh em taxi ở đây nói chung ai cũng ế, vắng, rất là vắng khách. Bến xe bây giờ coi như là gần như là rất là ít người. Chủ yếu bây giờ ngựa lượng khách người ta đi thì em thấy là đa số là cái xe mà nó gom tập trung là gom một người 100.000 hay là hơn 100.000 đó lên tất cả các bệnh viện hay là trung tâm của Hà Nội chứ. Hiện nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chỉ thí điểm vận tải khách với quy mô số chuyến nhỏ tuyến Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương. Hy vọng trong thời gian tới, công tác kiểm soát giữa các địa phương thống nhất theo nghị quyết số 128 của Chính phủ giúp hoạt động xe khách liên tỉnh được tốt hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn về quản lý người từ nơi khác về địa phương. Người dân vào địa bàn Thừa Thiên Huế chỉ cần khai báo y tế trực tuyến, cấp mã QR tại chốt kiểm soát thay vì cần sự phê duyệt của chính quyền địa phương như trước đây. Nhân viên y tế phụ trách sẽ xác nhận bằng cách kiểm tra cấp độ vùng dịch của người về theo 4 cấp độ của Bộ Y tế và lựa chọn hình thức cách ly, giám sát, theo dõi. Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ yêu cầu giấy xét nghiệm PCR đối với người đến từ vùng đỏ, vùng cam.
Thời gian gần đây trên đường Hồ Chí Minh, tức là quốc lộ 14 cũ, đoạn qua tỉnh Đắk Nông, xuất hiện nhiều xe gắn máy di chuyển ngược dòng về các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những người dân ở các tỉnh Tây Nguyên quay lại thành phố lớn để làm việc sau một thời gian dài dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngay sau khi bắt đầu dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam dần được kiểm soát, nhiều người dân phần lớn là lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, nhà máy, công ty bắt đầu lên đường trở lại làm việc. Chị Nguyễn Thị Thục là giáo viên mầm non tại thị trấn Trơn Thành, tỉnh Bình Phước trở về quê tránh dịch từ đầu tháng 6. Hiện nhà trường đang tổ chức dạy học online cho các cháu mầm non nên chị sắp xếp để xuống làm việc. Ngay từ 7 giờ 30 sáng, chị Thục chở theo hai con, bé 5 tuổi và 3 tuổi lên đường với hành trình ngược dòng về Bình Phước. Đi đường thì cũng không có gặp khó khăn gì, chỉ có gặp các chốt để khai báo y tế, với lại hai con cũng có vẻ hơi mệt. Nhưng mà cũng cố gắng vì cuộc sống nên là phải cố gắng. Để kiếm tiền tiêu Tết, sau hơn 3 tháng về quê tránh dịch, anh Đoàn Văn Hợp đã quyết định xuống thành phố Hồ Chí Minh làm lại. Từ lúc về quê đến nay, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn do ở quê không có việc làm. Khi nhận thông báo công ty hoạt động trở lại, vợ chồng anh đã lên đường quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Vì chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, để đảm bảo an toàn, anh đã được công ty lên danh sách đăng ký tiêm. Đã vì tình hình dịch bệnh về hôm 23 tháng 7 giờ, đấy là 3 tháng, nên công ty gọi lại để lên làm lại cũng kiếm tiền để tiêu Tết. Công ty báo đi làm việc á, thì mình lên mình đi làm lại thôi, theo lịch của công ty thôi. Công ty thì bắt buộc là phải là test nhanh và khai báo y tế, rồi đeo khẩu trang rồi các thứ trong quá trình làm việc. Theo thống kê, tỉnh Đắk Nông có khoảng 25.000 người lao động tại các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải về quê sinh sống. Hiện nhiều lao động muốn tìm kiếm việc làm tại địa phương, một số khác quyết định quay trở lại nơi làm việc cũ sau khi dịch được kiểm soát. Tỉnh Đắk Nông đang rà soát nắm thông tin nhu cầu người lao động để có phương án hỗ trợ. Số mà sẽ trở về có địa chỉ, có lao động, có công ăn việc làm, có liên lạc thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện hết sức để cho dòng người này được quay trở lại, để tạo điều kiện tốt nhất họ có thể được ổn định cuộc sống theo như ý muốn và nguyện vọng của họ. Thì hiện nay thì Trung tâm Giới thiệu Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh cũng như là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giới thiệu việc làm cũng đã chuẩn bị các chương trình để tổ chức sàn giao dịch việc làm. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động trở lại, người lao động các tỉnh Tây Nguyên cũng sẵn sàng quay lại làm việc. Thực tế, hàng ngày có gần 1.000 lao động hướng về các tỉnh phía Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế sau đại dịch. Thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến thị trường lao động. Nhiều lao động rơi vào trạng thái thất nghiệp hoặc thất nghiệp tạm thời, buộc phải giảm giờ làm, giảm thu nhập. Tuy nhiên, dự báo sau khi phục hồi kinh tế, tình trạng này sẽ bị đảo ngược, dẫn đến thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Đây là đánh giá được đưa ra tại tọa đàm các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề vào ngày 22 tháng 10. Tính tới ngày 21 tháng 10, các doanh nghiệp điện tử phía Nam mới thu hút được khoảng từ 60 đến 70% lao động quay trở lại làm việc. Nguyên nhân là do tỷ lệ lao động tiêm đủ 2 mũi vaccine chưa cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI vẫn đánh giá đào tạo của lao động Việt Nam chưa theo kịp nhu cầu của doanh nghiệp. Để khôi phục và nâng cao thị trường lao động hậu Covid-19, nhiều giải pháp được đề xuất như đưa học sinh, sinh viên thực tập sớm tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyển sinh học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, để học sinh, sinh viên vừa học vừa làm tại doanh nghiệp. Điều này cần sự chung tay phối hợp của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Ngày 22 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương ven biển về tổ chức khai thác thủy sản thích ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Khẳng định tại hội nghị, dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Cả nước thống nhất thực hiện đồng bộ các giải pháp được ban hành kèm theo nghị quyết số 128 của Chính phủ với phương châm chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các đại biểu cho rằng ngành thủy sản nói chung, ngành khai thác nói riêng cần tuyên truyền và hướng dẫn người dân tổ chức khai thác trên biển theo tổ đội nhóm, thực hiện các chính sách khuyến khích hoạt động khai thác ở các vùng biển xa. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, để vượt qua các khó khăn về vốn, thiếu lực lượng lao động,
các trường hợp F0 tại cảng cá, các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine cho các lao động, ngư dân làm việc trong chuỗi cung ứng khai thác thủy sản để duy trì hoạt động sản xuất trên biển, đồng thời tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19 có hiệu quả. Với lợi thế là một địa bàn có diện tích rộng lớn và có tiềm năng phát triển các loại cây trồng vật nuôi quy mô lớn, trong thời gian qua, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã có những chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn hộ và kinh tế trang trại bền vững. Trong 4 năm qua, Bảo Lâm có thêm 16 trang trại được công nhận, nâng tổng số trang trại trên địa bàn lên 171 trang trại, thu hút hơn 1.250 lao động. Hiện doanh thu bình quân của mỗi trang trại đạt 1,7 tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thành lập mới 12 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã lên 24 hợp tác xã. Doanh thu bình quân hàng năm của mỗi hợp tác xã đạt từ 500 đến 700 triệu đồng. Bảo Lâm còn duy trì phát triển 17 tổ hợp các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng với khuyến khích nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Huyện chú trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho các nông hộ, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2007 đến nay, Bảo Lâm mở 276 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 11.000 lượt nông hộ, mở 14 lớp dạy nghề cho 416 học viên. Thông qua các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề, nhiều nông hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế, vườn hộ gia đình. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng. Việc làm này không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, sinh hoạt. Đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp và để tránh tiêu hụt điện vào các tháng cao điểm, đầu năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 đã lắp đặt điện mặt trời áp mái tại hai nhà xưởng với trên 13.000 m2. Sau 6 tháng đi vào sử dụng, đã giúp tiết kiệm gần 200 triệu đồng một tháng. Dự án đã đạt hoàn toàn các cái chỉ tiêu liên quan đến kỹ thuật cũng như là kinh tế. Đặc biệt thì cái dự án này nó có vai trò rất là lớn, có ý nghĩa rất là lớn trong việc phát triển một khu công nghiệp Thăng Long 2 bền vững theo tiêu chí sử dụng nhiều năng lượng tái tạo, cũng như là trong tương lai sẽ góp phần để có giảm bớt cái tình trạng thiếu hụt điện năng trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Công ty cổ phần New Rise, thị xã Mỹ Hào cũng đã đưa vào lắp đặt điện mặt trời áp mái từ tháng 4 năm 2020 với công suất gần 1.000 kWh. Ban ngày, lượng điện sản sinh ra phục vụ cho sản xuất của nhà máy, còn thừa sẽ đẩy lên hệ thống điện để bán lại cho ngành điện. Bên cạnh ưu điểm về hiệu quả kinh tế, mỗi tháng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, thì điện năng lượng mặt trời là sản phẩm xanh thân thiện với môi trường đang được khuyến khích sử dụng. Chúng tôi mà lắp đặt cái đủ cái diện tích mái của hiện tại của nhà máy thì đã hỗ trợ được cái tiền điện cho doanh nghiệp nó rơi khoảng 70-80%. Toàn tỉnh hiện có trên 380 tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, trong đó có 30 khách hàng là doanh nghiệp, còn lại là các hộ dân. Ngoài ra còn có hàng nghìn gia đình thực hiện tiết kiệm điện năng bằng việc lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, xây bể biogas, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Trước nhà tôi sử dụng là 3 triệu tiền điện một tháng, thì bây giờ thì tôi sử dụng chỉ còn 1 triệu rưỡi một tháng. Thực ra đây là chỉ là ứng trước cái tiền điện khoảng 5 năm ra thôi. Sau 5 năm được sử dụng khoảng 20 năm là không mất tiền. Theo Sở Công Thương, tuổi thọ trung bình của hệ thống điện mặt trời áp mái là 25 năm. Và để lắp đặt 1 kWh tương đương với 6 m2, khách hàng sẽ đầu tư từ 12 đến 15 triệu đồng. Với lượng điện thu được, chỉ sau 5 năm, khách hàng sẽ hoàn lại được vốn đầu tư. Để đạt được cái mục tiêu cũng như kế hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời trong những thời gian tới, Sở Công Thương chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời. Việc sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả sản xuất và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong số nội dung của Nghị quyết 68 được dư luận quan tâm, đó là việc thực hiện mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành đầu tư nâng cấp trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tại tỉnh Lai Châu, địa phương còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Nhiều năm nay, người dân được thụ hưởng bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách trung ương. Từ tháng 6 năm 2021 này, nhiều xã khu vực 3, khu vực 2 chuyển sang khu vực 1.
người dân không còn được thụ hưởng mà phải tự mua thẻ bảo hiểm y tế, nên tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giảm mạnh. Năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên đạt trên 90%. Thế nhưng từ khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều bản ra khỏi khu vực đặc biệt khó khăn thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ còn trên 10%. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân không có bảo hiểm y tế. Trạm y tế xã bình thường đông người đến khám thì nay chỉ có vài người. Thuốc nhập về thì thừa nhiều, cận hạn, buộc phải luân chuyển. Tôi là khó khăn, ví dụ tôi là ấy, có 7 khẩu. Về hai vợ chồng tôi thì bây giờ con cháu tôi đang ăn học, nhưng mà tôi không có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Ốm đau thì gia đình tôi chịu khắc phục nhà thôi. Đấy. Là với điều kiện kinh tế xã hội thì trong hiện tại trong Nậm Sỏ thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, đấy, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Thứ hai nữa là về cái công tác khám chữa bệnh thì người dân lại không có điều kiện kinh tế để mua lại các số thẻ bảo hiểm, nên ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của trạm. Sau đó là về cái tỷ lệ khám chữa bệnh của trạm cũng rất thấp so với mấy năm trước đây. Lai Châu có hơn 105.000 người đang tham gia bảo hiểm bị cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế do các đối tượng thuộc 38 xã bị điều chỉnh từ khu vực 2, khu vực 3 chuyển sang khu vực 1 và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vốn là những người có thu nhập thấp, việc mua bảo hiểm y tế càng trở nên khó khăn hơn với người dân tại vùng cao, nhất là khi dịch bệnh còn nhiều phức tạp. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều ở thông tin đại chúng như đài phát thanh của huyện, rồi là chuyển cái dữ liệu thông tin đó đến các xã ở địa phương. Thế nhưng mà nói thật là tất cả cũng chỉ vì cái điều kiện khó khăn mà người dân chưa có thể mua được, vì năm nay nó ảnh hưởng rất là lớn vì cái đại dịch Covid. Con cái đi làm thuê thì là không có việc làm, không có tiền để hỗ trợ bố mẹ. Đấy, hoặc là đi làm thì cũng không về được vì là bị giải tỏa rồi là cách ly xã hội nên là không về được. Thế nên là cái tiền để hỗ trợ cho bố cho mẹ rồi để mua bảo hiểm cho gia đình, mua cho các em đi học là rất là khó khăn, rất ảnh hưởng. Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97% vào cuối năm 2021. Tuy nhiên đến nay số người có bảo hiểm y tế mới chiếm trên 70%. Việc thụt giảm đột ngột này đòi hỏi ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu cần có giải pháp nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, từng bước giành lại tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Cái quan trọng nhất là chúng tôi vẫn tiếp tục để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ phân ra từng nhóm đối tượng và đặc biệt là cũng phối hợp với các sở ngành để tham mưu cho tỉnh. Bảo hiểm y tế đóng vai trò trụ cột trong chính sách an sinh xã hội. Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Nhưng thực tế tỷ lệ này lại tụt giảm sâu khi các xã vùng cao đạt nông thôn mới. Còn hơn nữa là tiền đó. Ngày 22 tháng 10, tại họp báo trước thềm Liên hoan phim Việt Nam 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại hai điểm cầu Hà Nội và Huế, ban tổ chức đã giới thiệu 128 bộ phim tham dự Liên hoan phim năm nay. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 tại thành phố Huế. Đây là lần đầu tiên Liên hoan phim được tổ chức theo hình thức kết hợp truyền tải trực tuyến. Trong 128 bộ phim của 42 đơn vị sẽ tham dự Liên hoan phim Việt Nam, có 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 31 phim hoạt hình. Hạng mục phim truyện có những cái tên nổi bật như Dòm, Bố Già, Mắt Biếc, Tiệc Trăng Máu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số sự kiện được kết hợp tổ chức trực tuyến và trực tiếp trên cơ sở đảm bảo phòng chống dịch gồm họp báo kết hợp khai mạc liên hoan phim được tổ chức trực tiếp tại thành phố Huế, triển lãm Thừa Thiên Huế, điểm đến của các nhà làm phim, lễ công bố và trao giải thưởng của liên hoan phim. Điểm mới của liên hoan phim năm nay là tại thành phố Huế sẽ áp dụng quy tắc một cung đường, hai điểm đến nhằm kiểm soát lịch trình và hỗ trợ việc kiểm tra dịch theo quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế đối với tất cả các đại biểu khách mời, số lượng hạn chế. Liên hoan phim 2021 bổ sung thêm hai giải thưởng mới, lần đầu tiên được trao gồm giải kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc để ghi nhận và khẳng định sự phát triển công nghệ của điện ảnh Việt Nam và giải đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc nhằm khích lệ các tài năng mới. Chương trình Nhìn từ Phố Huyến hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.